Hello tất cả mọi người đã đến với kênh Anh Review của mình. Cuối tập trước, sau khi thức chức hai vị trưởng lão, Trách Thanh Phong liền giao lại quyền xử lý mọi việc ở đây cho Kim Nguyên, rồi bắt đầu rời đi. Trước khi đi hắn vẫn kịp dặn Kim Nguyên là sau khi Tần Trần đi ra thì bắt hắn lại. Trách Thanh Phong vừa đi, thì Kim Nguyên bắt đầu lên mặt sĩ nhục hứa bác. Sau đó, hắn lệnh cho mấy tên đệ tử lên bắt chói đám người hứa bác lại. Thấy hành động ngang ngược của Kim Nguyên, hứa chính đang định ra tay dạy cho hắn một bài học thì lại bị hứa bắt ngăn lại. Hắn nói với hứa chính đây là đang cách, không nên lộ mãn hành sự, nếu không Kim Nguyên sẽ lấy lý do để giết chúng ta, đến lúc đó thì không ai cứu được đâu. Mà cũng trong lúc này, Trách Thanh Phong đã đến phòng điều khiển tung tâm của đang cách. Ở đây hắn có thể xem quá trình làm bài thi của Tần Trần. Lúc này, ở trong phòng khiêu chiến nghi nan thạch bích, cảm thấy trận pháp ở đây có chút sao động, Tần Trần liền biết các chủ Trách Thanh Phong hiện đang xem mình trả lời, thế nên Tần Trần liền bắt đầu bài thi. Ở đề mục đầu tiên, đó là luyện chế một viên đan dược lục phẩm trung kỳ đã có rất nhiều người luyện chế nhưng mà cứ đến giai đoạn thu đan thì không cách nào luyện ra được đan dược hoàn chỉnh vừa đọc xong đề mục tần trần liền đưa ra hai phương pháp có thể thu đan được mặc dù đang tức giận trong lòng nhưng khi nhìn thấy đáp án của tần trần thì trác thanh phong không khỏi xử người hắn chỉ đọc qua cũng thấy đáp án này rất có đạo lý nên lập tức hắn thử làm theo một cách trong đó đến cuối cùng thì cũng luyện chế được đan dược Đến lúc này thì tức giận trong lòng các thanh phong mới nguôi quay đi một ít Hắn đang định nhìn xem phương pháp thứ hai là gì Thì đúng lúc đó lại thấy Tần Trần đang xóa hết đáp án đi Thấy hành động đó của Tần Trần Khiến các thanh phong cũng không biết Tần Trần định làm gì Nhưng đang trong lúc hắn suy nghĩ nguyên nhân tại sao Tần Trần lại xóa đáp án đi Thì Tần Trần đã tiến đến giải đáp đề mục thứ hai Lần này cũng giống như trước Khi đưa ra đáp án xong Thì một lúc sau Tần Trần lại xóa đáp án để đi Rồi các đề sau cũng tương tự như vậy sau khi giải xong đề thứ sáu, Tần Trần cũng liền xóa đi. Mà Trác Thanh Phong sau khi thấy Tần Trần giải khai rất nhiều nan đề, thì lúc này cũng triệt để bội phục. Giờ phút này trong đầu Trác Thanh Phong đã lóe lên suy nghĩ, chắc chắn sau lưng Tần Trần có một luyện dược đại sư chỉ bảo, mà vị này sợ tài nghệ luyện dược con trên cả sư tôn hắn. Trong khi Trác Thanh Phong đang mãi mê suy nghĩ, thì Tần Trần cũng đã bước đến nan đề cuối cùng, mà thắc mắc của nan đề này chính là của Trác Thanh Phong. Liếc mắt nhìn qua, nan đề này chỉ ghi ngắn mũi mấy chữ, ngày trước tinh thần lực suy yếu, đưa tới cảm mỗi ý chí võ đạo còn thiếu, do vậy mà linh hồn hải không thể đột phá được. Đọc xong nang đề này, Tần Trần liền hiểu được nguyên nhân mà Trách Thanh Phong không thể đột phá được vũ vương cảnh giới để tiến vào Dực vương, đây cũng là nguyên nhân mà hắn bị điêu đến đây. Ngừng lại suy nghĩ, Tần Trần bắt đầu giơ tay lên viết đáp án, theo như hắn viết, thì nguyên nhân không phải do tinh thần hải, mà là do huyệt vị trong cơ thể bị thiếu hụt, nên mới xảy ra tình huống này. Mà muốn giải quyết chỗ huyệt vị thiếu hụt đó, thì phải sử dụng phương pháp tìm huyệt, dùng chân lực để tìm ra địa phương có huyệt vị thiếu hụt. Lúc này, ở trong phòng điều khiển, Trác Thanh Phong không dám chấp mắt đọc từng chữ mà Tần Trần viết. Rồi hắn cũng thử qua phương pháp tìm huyệt mà Tần Trần viết trên đó để kiểm tra, không ngờ rằng cũng có cảm ứng thế địa phương có huyệt vị bị thiếu. Cảm thấy được phương pháp này của Tần Trần sẽ giải quyết được vấn đề của bản thân mình, liền làm cho Trác Thanh Phong hoàn toàn dạy ra. Sau đó một lát, hắn liền hồi phục tinh thần rồi lại nhìn đến phi tần trần để xem phương pháp điều dưỡng chân lực như thế nào thì đã thấy tần trần xóa hết đáp án đi rồi bước ra khỏi phòng đúng lúc này nhớ đến lời mình nói với kim nguyên khi trước chắc thành phong điên cuồng lao ra khỏi phòng điều khiển bây giờ hắn sợ nhất là kim nguyên đắc tội với tần trần nếu như vậy thì vấn đề của hắn chỉ sợ không còn người nào có thể giải quyết được cũng trong thời gian này ở bên ngoài phòng sông nghi nan thạch bích đám người hứa bác đang rất sốt ruột vì tần trần đi vào rất lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy trả lời được câu nào mà kim nguyên thì trong bụng như mở cơ nếu lần này tần trần không trả lời được thì hắn đã có lý do để dìm cho hứa bác không móc đầu lên được như vậy thì đang cắt về sau sẽ do hắn khống chế trong lòng đang cao hứng thì đúng lúc này cửa phòng nghi nan thạch bích mở ra theo đó là thân ảnh tần trần từ trong đó đi ra vừa thấy tần trần kim nguyên liền ra lệnh cho đám đệ tử xông lên bắt tần trần lại